Anh Mở Mở xin trân trọng chào các em nha. Hôm nay Mở Mở xin giới thiệu các em, đây là một cái mẫu đồ chơi xe điều khiển từ xa. Đây, giờ để lên mở cho anh xem. Mẫu này thì có giá là 65k, điều khiển được từ xa dùng pin nha các em. Đây, rất là đẹp ha, nghe rất là đẹp ha, rất là đẹp. Mô hình điều khiển cũng khá là đơn giản thôi, cái này là mẫu dạng mẫu nhỏ trung thôi. Đó, thì cái này nó sẽ là múc được nè. À, này sẽ co lên co xuống được nè, rồi nguyên cái cọng này nó sẽ bập lên bập xuống được luôn nè. Đó, này phía sau. Rồi bây giờ mình sẽ thay pin vô, thay pin thì thay pin ở dưới đây nè. Rồi các em có thể thấy là ở đây có ba cục pin. Rồi chúng ta thấy vô. À, rồi ok ha. Rồi thế là xong. Rồi tới cái này thì nó có cái anten như thế này nè, anten rất là đơn giản thôi. Rồi nó mở này. Này thì có hai cục pin. Ta thấy chưa? Rồi chúng ta bấm mà nó chưa thấy ăn ha, là do chúng ta chưa có mở cái kia ra. Rồi em nhìn thấy xuống nè. Đó. Đó, nè, tới nè. Ui. Đó. Đó, cần cổng lên. Đó, khá ok ha. Rồi đây em xem mô hình điều khiển xe cẩu từ xa. Ê, rồi xin chào em.